Chào tất cả mọi người, thì mọi người biết tôi vừa đi nhận ngân hàng. Mọi người biết Beyblade X vừa ra mắt rồi nhỉ? Tôi có khá là nhiều suy nghĩ về cái tương lai của cái dòng Beyblade X này. Thì nó cũng chả có gì đặc biệt. Video này tôi làm ra để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Thì để cái dòng Beyblade X này nó có giống như những cái dòng Beyblade khác không? Tôi có suy nghĩ là có thể dòng này nó sẽ đi theo hai hướng khác nhau. Một trong hai hướng mà tôi suy nghĩ. Hướng đầu tiên thì nó cũng giống như những cái dòng Beyblade khác vậy. Có thể là cũng sẽ đi theo cái hướng cũ là sẽ nâng cấp bay lên, hoặc sẽ đi theo cái hướng mới là đổi bay sau mỗi season. Beyblade X nó sẽ có ít nhất là 5 season. Tại vì cho đến season thứ 5 á, sẽ là season kỷ niệm 30 năm. Và có thể đó sẽ là season cuối luôn, kỷ niệm 30 năm Beyblade á. Hiện tại đang là kỷ niệm 25 năm rồi. Và đây là con bay 25 năm. Đố các bạn biết đơn hàng này tôi mua của ai luôn. Đó là một con bay VX00, tức là Limited Edition. Hình như cái bài này nó hơi nghiêng nghiêng thì phải. Đẹp vậy. Và có khi sang những cái season sau đó thì một là nếu như mà nó nâng cấp lên thì mình không có gì, cũng giống như những cái series Beyblade cũ. Nhưng mà nếu như mà nó không nâng cấp lên thì có thể mang dùng cả hai con cùng một lúc, tức là wow, trận đấu này tao sẽ dùng con này và sang trận sau thì dùng con khác. Bố mẹ có hai con bay, bố mẹ muốn dùng con nào thì dùng. Giống như Ultimate Nalaro trong tập 2 này. Và nếu mà thực sự thì Beyblade nó như vậy thật thì nó thật đáng xem vậy. Tại vì kịch bản có gì đó nó cũng thay đổi rồi. Nó có cái gì đó gọi là đột phá. Nó sẽ nghe SMR với bạn thấy vậy chứ nó quay bằng lắm. Hoàng vậy chứ. Sơ xuất. Quay lại. Bây giờ đến được ASMR dán sticker. Mà dán hụt rồi mấy ông à, bây giờ tháo ra cũng không được nữa, miếng sticker quá to. Chịu thôi. Xong rồi. Má ơi. Đây, và đây là tất cả những gì tôi đang suy nghĩ về cái dòng Beyblade X hiện tại. Và có khi là tầm 5 năm nữa thì có thể đó không phải là Beyblade X nữa mà nó lại release ở gì đó khác. Tại vì Beyblade Burst đã kỷ niệm 20 năm rồi và Beyblade X kỷ niệm 25 năm. Tức là có khi kỷ niệm 35 lại là cái dòng nào đó khác thì sao? Hoặc là vẫn là Beyblade X thôi. Đâu, Beyblade X bắt đầu kỷ niệm 25 năm và kết thúc bằng cách kỷ niệm 30 năm chẳng hạn. Có khi là như vậy. Nói chung thì khá là đáng chơi chứ.